Thưa quý vị và các bạn, thực hiện bắn 21 loạt Đại Bác là nghi lễ quan trọng lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, được đông đảo nhân dân và du khách mong đợi. Để đảm bảo hoạt động bắn Đại Bác diễn ra chính xác, an toàn, sáng nay, Lữ đoàn Pháo binh 45, Binh chủng Pháo binh đã tiến hành bắn 21 loạt Đại Bác, hợp luyện cùng các nội dung phần nghi lễ, nghi thức khác. Theo kế hoạch, lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ bắt đầu bằng 21 loạt Đại Bác trên nền quốc thiều nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dàn pháo lễ tham gia lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ gồm 15 khẩu pháo cỡ nòng 105mm. Để chuẩn bị cho nội dung bắn 21 loạt Đại Bác, từ ngày 23 tháng 4, Lữ đoàn Pháo binh 45, Binh chủng Pháo binh đã tiến hành luyện tập mỗi ngày 4 lần bằng các liều mồi với tinh thần tập trung cao độ, nghiêm túc, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sau những nỗ lực huấn luyện, tuy là gian khổ nhưng mà tất cả anh em chúng tôi đều cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắn pháo lễ trong lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Trong sáng nay, 21 loạt Đại Bác đã được bắn, mỗi loạt gồm 2 phát được bắn ra từ 3 khẩu pháo trong dàn pháo lễ. Với sự chuẩn bị chu đáo, lực lượng pháo lễ đã đảm bảo an toàn trong suốt thời gian bắn. Cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 45, Binh chủng Pháo binh chúng tôi cũng đã quyết tâm huấn luyện, rèn luyện và thực hiện được cái nhiệm vụ trên giao. Và chúng tôi cũng khẳng định là quyết tâm để hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ bắn pháo lễ trong cái đại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Xem pháo lễ thì chúng tôi rất là tự hào được sống trên mảnh đất Điện Biên và cảm ơn Đảng Nhà nước đã quan tâm đến mảnh đất lịch sử của Điện Biên. Buổi bắn 21 loạt Đại Bác thu sự quan tâm của đông đảo nhân dân và du khách. Theo kế hoạch, Lữ đoàn Pháo binh 45, Binh chủng Pháo binh sẽ tiến hành bắn Đại Bác vào buổi sơ duyệt tổ chức vào ngày 3 tháng 5 và tổng duyệt vào ngày 5 tháng 5 trước khi diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ vào sáng ngày 7 tháng 5.